Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của Thanh Quay. Hôm nay Thanh Quay sẽ chia sẻ cho các bạn một món trứng xào khổ qua nha các bạn. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị làm các bạn. Đầu tiên là hai quả trứng, kế tiếp là khổ qua, một củ cải đỏ, hành và tỏi nha các bạn. Điện khổ qua chúng ta cho nước sôi vô các bạn, chúng ta trụng trước. Nước sôi chúng ta đổ vô khổ qua trụng các bạn. Tiếp tục chúng ta trứng, chúng ta cho gia vị vào các bạn. Đầu tiên là bột ngọt, tiếp là hạt nêm cà no, đường, chúng ta cho thêm một chút nước mắm nha các bạn để cho nó có vị mặn và nó thơm thơm. Chúng ta khuấy đều các bạn. Tiếp tục chúng ta bắt cái chảo dầu lên các bạn, cho nóng. Sau đó chúng ta cho trứng vào. Chúng ta cho vào, cho ra đĩa lại nha các bạn. Chúng ta bắt chảo lên lại, cho vô chút dầu. Đậu chín rồi, chúng ta cho trứng vào ăn các bạn. Cho trứng lúc này chúng ta là thank you.
Sau cùng chúng ta cho vào cái đĩa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái món trứng xào khổ qua với đậu các bạn. Chúc các bạn thành công với cái món này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Thanh Quay. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.